CT scan nè, ngày đầu phát hiện nhiễm mỡ não 48%, hết ngày thứ hai 60%, thấy không? Muốn phát hiện lên 70% thì phải cả chục ngày sau. Trong khi em trai thường quy không có điện thương sinh á, khoảng 80%, còn có điện thương sinh 95-100%, và phát hiện rất là sớm trong 4 tiếng đầu tiên, tức là flare còn bình thường là nó đã thấy rồi. Rồi nhắc lại sáng là như thế này, cái ca này em thấy CT có đâu thấy rõ gì đâu, thấy không? Mà nếu em trai nó thiệt sự gà mờ lắm, buồn ngủ lắm, chụp đêm cũng phải thấy rõ vậy sao thấy được. Hỏi bạn cái chuyện cơ chế, nhớ nó giúp cái đầu, nhớ đến hai cái chuyện. Nếu mà nói thì thương sinh thì bắt buộc phải nhớ cái bảng này, nó điện thương sinh. Nếu nó sáng thì khi nào nó sáng, nó chừng nào nó hết. Hay đi nó tối, tối khi nào nó hết, đúng không? Thì mình nhớ là điện thương sinh á, mình nhớ cái đỉnh là 7 ngày, hay đi cái đỉnh là 24 giờ. Nghĩa là sao? Khi mới xảy ra nhồi máu não nó không quá sáng như là mấy cái hồi nãy mình nhìn đâu. Có khi nó không quá sáng, nó sáng từ từ, mẹ nó cũng có sáng đúng không? Nhưng mà nó không quá sáng, có cái đỉnh nó sáng, cả lúc càng sáng nó là 7 ngày. Cho nên bây giờ mình nhận được cái pin mà đâu nó quá sáng luôn thì chưa chắc là nó mới đâu. Thấy không? Đó là lý do mà tại sao mình học á, dụ như mấy em học là cấp là mấy ngày? Đúng không? Học 3 ngày, cấp 3 ngày. Mà thiệt ra điện tinh nó đâu có sáng nhất trong vòng 3 ngày đâu, tới 60 ngày nó mới sáng nhất. Vậy mình tưởng tượng như mình cầm cái phim sáng thì sáng, mình dám đọc cấp không? Chắc gì? Có khi nó sau 3 ngày nó cũng sáng vậy đó. Nên thường thường đó thì mình né đó, mình đọc phim đó, mình chỉ nói đòi nhiều máu mới. Mới tức là cái lần này của bệnh nhân nè, bệnh nhân vô lần này, nếu chỉ cái dữ liệu thì cái cổ phim đó là của lần này. Mình chỉ đặt cho lên sàn hiểu cái điều đó. Còn mình không dám đọc là cấp, thì nếu mà quy chữ cấp thì nó lại phải trong vòng 2-3 ngày. Mà thiệt ra cái đỉnh nó sáng nó 7 ngày lận. Còn giờ em biểu là sáng nhiêu là trong vòng 3 ngày, sáng nhiêu trong vòng 7 ngày sao nói được. Không có cái ranh giới là sáng cấp độ nào là mấy ngày. Rồi, đó là lý do mà học lý thuyết làm vậy mà đọc phim á. Nhiều khi ra hỏi bệnh sử bác bị hồi nào vậy? Mới bị mấy tiếng là rồi như nhiều món gấp vô. Có khi mới hỏi bệnh nhân. Chứ còn nếu không thì tụi mình nhìn cái phim em trai không á, thì chỉ biết là cái đợt liền này là do cái phim này là đúng là tai biến rồi. Còn bây giờ trả lời chính xác đó là bao nhiêu thì rất là khó, đúng không? Là vậy, đó là cái mà mình mới lưu ý đến cái tuổi đời em. Tối cũng vậy, 24 giờ tối nhất mới xảy ra đâu có mấy đâu. Từ từ từ, khoảng tháng là hết mọi sự. Khoảng tháng là không còn gì nữa, không sáng, không tối vậy đó. Tức là nó không có dùng cái xung này quá trễ. Thật ra vậy thì nó sáng tối khá là lâu. Thậm chí cái chục ngày sau nó còn cũng sáng tối tối. Đúng không? Thì vậy thì về sau, phim phút về sau sẽ giống cái phim phút đầu. Đồng ý không? Sau 7 ngày thì nó lại không sáng nhiều nữa, mà không tối nhiều nữa thì nó lại giống cái phút đầu. Nên là nhiều khi phải hỏi bệnh sử á, chứ còn chẩn đoán nhồi máu não cũng hỏi bệnh sử. Là nhiều khi mình cũng có những cái rất là đáng đo, biết phải ôm hay không nữa, hay nhồi máu nữa, cũng phải hỏi bệnh sử coi là nó cấp kỳ hay là nó diễn tiến từ từ. Rồi vậy thì đây là cái lưu ý đầu tiên đó, mà nói điều tiên đi nhớ nha. Rồi thứ hai là cái gì cấp là đều có điều tiên sáng, điều tiên tối, chứ không phải nhồi máu não không. Không có hạn định vô đầu là cứ sáng tối là nhồi máu não là tầm bậy. Cái gì cấp nó cũng sáng tối đó, ví dụ áp xe não, nguồn nhiễm trùng cấp thì áp xe cũng sáng, trên điện tiên cũng tối, trên ABC viêm não, virus hẹp vét, nguồn nhiễm tính cấp, vùng nó cũng sáng trên điện tiên tinh, cũng tối trên ABC luôn. MS cấp cũng sáng trên điện tiên tinh, cũng tối trên ABC. Xuất huyết tối cấp, suy não á, gọi là mới ào ra một cái là cũng sáng tối luôn, những tiếng cấp cũng vậy luôn, bệnh bò điên sáng tối luôn.
và có một cái u ở đại não, có một cái u nó là epidermoid, một cái cyst á, epidermoid và medulloblastom nữa, medulloblastom của tiểu não là cũng sáng thì bị dương tính, tối thì bị dương tính. Tại vì sao nguyên tắc là cái hạn chế phát tán là cái tổn thương nào mà nó gây ra hạn chế phát tán là sẽ có cái hình đó. Mà như vậy mình phải hiểu là chẩn đoán một nhồi máu não, trở lại là mình gặp bệnh nhân sao biết ra nó nhồi máu não, chuyện thứ nhất phải coi lịch sử, chuyện thứ hai coi vùng nhồi máu mạch máu, chuyện thứ ba coi cấu trúc nó có còn giữ không hay là phá luôn cùng rồi, đúng không? Mình phải kết hợp nhiều về rồi bắt đầu mình mới so cái lịch sử với cái hình mình thấy nó có phù hợp hay không. Ví dụ với cái hình như vậy thì nếu nó nhồi máu nó phải giữ, nó phải ở cái khoảng thời gian khoảng khoảng như vậy, mình hỏi bệnh nhân nhưng trả lời cũng giống như trên, không có phù hợp, vậy thì coi chừng không phải nhồi máu não. Đó. Nếu dùng thuốc điện tinh thì phải lưu ý đến chuyện đó. Có một cái điện tinh mình lưu ý các bạn là xuất huyết não mà giai đoạn tối cấp là 1, giai đoạn bán cấp muộn là 2. Là xuất huyết não vào trong khoảng độ chừng 3 tuần, sau 1 tuần cho đến 1 tháng đó. Trong vòng tuần là bán cấp sớm đúng không? Sau 1 tuần bán cấp muộn đến 1 tháng điện tinh vẫn có thể sáng. Thấy không? Rắc rối hơn chưa? Thật ra chẩn đoán một viêm nhồi máu não nếu điển hình thì rất dễ, có những cái rất là khó. Rồi đây là một cái epidermoid thì yêu lên sáng. Thấy không? Thành ra vậy thì có những cái ứng dụng thú vị. Ví dụ như trường hợp này, hai hình này giống nhau không? Giống chứ. Đúng không? Tổn thương đều cao trên T2 nè, phù xung quanh nè, giống không? Chứ thuốc tương phản vô đều bắt thuốc viện, giống không? Quá giống luôn. Thì áp xe não được không? Được chứ. Di căn não được không? Được luôn. Vậy sao biết? Điện tư dinh bạn này sáng rồi áp xe thì diễn tiến cấp nè, bạn này điện tư dinh không sáng thì diễn tiến u lợi hại ha. Nó thật ra về điện tư dinh nó ứng dụng được nhiều cái chứ không phải chỉ là nhồi máu não. Điều dân có dùng làm được cái những cái máy Tesla thấp không? Không làm được. Phải như máy xịn xịn một xíu mới có cái phần mềm. Điều dân có cái xung điện vô tinh thì mới thấy được. Nên nếu gỡ bệnh nhân chụp máy dũng qua thì sẽ không có cái điện vô tinh để mà dùng. Người nhà bị nhồi máu quá chị, mình đi thì thấy méo miệng đột ngột, đưa phổi thì em đang bị gì xung đâu, xung gì? Nếu mà nhồi máu não, mình chỉ cần biết nhồi máu não thôi thì vô cứ đi lên ADC sẽ đã. Rồi nếu mình không thấy thì tùy tình hình bệnh nhân lúc đó. Nếu như bệnh nhân mà gọi là khẩn cấp hoặc là cấp cứu nằm giống là chết, có thể có khả năng chết thì thôi. Và ra thì nếu mà mình loại được cái nhồi máu não huyết não thôi thì cho ra. Chứ còn nếu như mà còn những đầu bệnh nhân ổn mà lâm sàng như đó mình vô mình cho chụp lại để mình tìm nguyên nhân là ví dụ cái còn méo khỉ hay cái gì đó là nhồi máu não hay là một cái động kinh, đúng không? Nếu mà mình thấy mình loại được nhồi máu não rồi thì cái đó có thể là động kinh chẳng hạn, thì cái đó mình sẽ chụp với bộ phận động kinh khi bệnh nhân đã ổn. Hoặc là lúc đó bệnh nhân ổn nằm thêm một xíu được thì khi đó mình sẽ chụp tìm nguyên nhân. Tại vì nhiều khi á, bác sĩ lâm sàng cũng khó lắm, tại vì mình mới gặp một ca nè, mình làm một ca thì mình làm tầm 7 á, mới tuần rồi nè, thì cũng có hại bệnh nhân. Thế là bệnh nhân cũng bị miệng hay gì đó lại khá vậy, xong rồi á cũng trẻ, xong bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não. Thì đương nhiên chẩn đoán nhồi máu não thì mình chụp theo kiểu nhồi máu não thì mình không thấy nhồi máu gì hết, không thấy nhồi máu gì hết. Xong rồi cho bệnh nhân đi ra bình thường, cái bộ không thấy nhồi máu não, xong rồi đi ra thì bệnh nhân 15 tháng 10, 3 tháng sau là hôm bữa bệnh nhân gặp lại mình là hôm qua, hôm tuần trước là 15 tháng 12 à 15 tháng 1, 3 tháng. Tôi tưởng là bệnh nhân bị vậy hoài,
vô xỉu một cái là như vậy. Thì đó bắt đầu mới nghĩ đến động kinh, bác sĩ mới nghĩ đến động kinh, cái trả cái phim xuống cho mình coi lại. Thì thực sự lúc mà cái chẩn đoán là động kinh á, thì mình mới nhìn, mình bắt đầu mình mới lưu ý về những cái tổn thương gây ra động kinh, thì mới thấy là nó có một cái là choroidal cyst. Các em thấy cái đó là nào? Nó là một cái nang rất là nhỏ ở cái rãnh này nè, ở cái rãnh này nè. Đó, một cái nang nó nằm đúng trong đây. Thành ra khi á, mà mình chụp một cái protocol nó không có động kinh gì hết, chụp nhỏ não mình chụp cái colon dày 5 ly, 6 ly, thì mình chỉ thấy chỗ này nó hơi rộng hơn chút, mình nghĩ nó lòng cái rãnh não nó hơi rộng hơn, và mình hoàn tại vì nó cũng trắng trắng vậy nè, mình không để ý gì hết. Nhưng khi bây giờ mình nói đến chuyện động kinh, hồn đem nhân vô mình ngó kỹ con này nó chết bò rồi. Tự nhiên bên đây đúng là nó to, mình to hơn đây chút xíu, xong sắp vô chụp cắt lát mỏng mỏng ra thì nó là một cái nang khoảng 6-7 ly à, bây giờ bé tí tẹo luôn á. Nó nằm trong cái rãnh này, nó làm rãnh này nó hơi to hơn rãnh này một xíu. Tự nhiên là nang là nó không có chích thuốc thì nó sẽ không bắt gì đâu, tính hiệu nó đi ra dịch não tự nhiên khi nào hơi rộng rãnh này hơn nên một xíu thôi. Giống là nếu bác sĩ mà chẩn đoán là động kinh thì mình sẽ chụp cái lý thái dương kỹ hơn, đúng không? Mình cắt đúng trục của nó, mình chụp lộ tập quân khác và mình sẽ hiển thị rõ hơn, kể cả đọc phim mình lưu ý cũng không sẽ lưu ý hơn. Thành ra khổ lắm. Bây giờ thêm một cái bài học trong chuyện đọc phim, đó là luôn luôn phải nhìn cái rãnh này dù chẩn đoán là bất cứ thứ gì. Thì hôm đó thực sự là rất hay thấy bệnh nhân là vì cũng vì mình mà 3 tháng trời người ta cũng khổ, là vì người ta chẩn đoán là nhồi máu não xong rồi chữa thì người ta cũng dậy hoài đâu thấy gì đâu. Mà hôm đó coi như là phải coi như là chuộc lỗi bằng cách là đi kiểu giúp người ta đi kiếm bác sĩ. Là vấn đề là bây giờ phải kiếm đúng cho bác sĩ mà nghi ta bị động kinh á, bỏ đâu ở trong bệnh viện. Bệnh nhân á bơ bơ lắm, ở 30 tuổi xuống bây giờ không biết kiếm một cái đống nào nữa. Xong rồi mình lỡ ghi ra tội cho nên mình phải rồi biết là cái tờ kết quả khác, chụp lại, viết lại kết quả, xong rồi phải đi kiếm số điện thoại của cái ông đó, xong rồi đi liên hệ ông đó, xong rồi hẹn họ ăn rồi bây giờ là đến bệnh nhân mình xác định với mình là đã gặp được rồi, lấy xong đó thuốc rồi mình mới thấy thôi là được lại chút xíu cái tội của mình. Và đó có những cái đó mình xót á, mình xót vì một cái chẩn đoán nhồi máu não, cuối cùng nó ra cái khác. Rồi vậy là nhồi máu não là xong, còn có xuất huyết não nữa. Bây giờ dừng lại coi ca đã, có học tới xuất huyết não nha. Là vì sao nhồi máu não là phải học chung xuất huyết não? Lý do là vì trong cái nhồi máu não nó lại có cái nhồi máu bán cấp có xuất huyết não, hiểu không? Đây giờ không học xuất huyết não không được, lại không đọc được ra cái phim nhồi máu não bán cấp, nên thôi bây giờ cho đọc cái ca nhồi máu não dễ dễ, không phải là bán cấp, tức là không có máu me gì hết á. Rồi lúc đó mới học. Rồi thì bây giờ nó tóm lại là đây là cái ca từ sáng giờ mình học. Bây giờ mời một bạn nào lên, thứ nhất mô tả tổn thương, thứ hai cho mình biết cái ca này có nhồi máu hay không, có tổn thương này đến tổn thương này nè, phải chỉ cần biết cho mình biết là nó có phải nhồi máu hay không thôi, còn nếu nó phải nhồi máu là cái gì mình không bắt chẩn đoán. Chị trả lời là có phải nhồi máu không thôi, còn lại gì không phải nhồi máu cả nó lại gì không cần biết có nhồi máu hay không, mà nếu nhồi máu thì là mới hay cũ, đại khái vậy đúng không? Rồi đầu tiên mô tả tổn thương, rồi ai xung phong lên hàng dưới nữa ha.